Tân Tân kính chào mọi người. Đây là đường Nguyễn Trãi. Thì sáng hôm nay Tân Tân đến chợ Tây Lộc để xin chia sẻ đến mọi người khu ẩm thực của chợ Tây Lộc vào buổi sáng nhá. Ẩm thực này thì chỉ được bày bán buổi sáng khoảng từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ là hết. Cũng hiện ngon em ha. Em hay tới chờ ăn sáng không? Dạ không, lâu lâu thôi. Dạ, đi không sẵn. Wow, đây là cơm hiện nước nè mọi người. Cơm hiện nước của chờ Tết Lộc cũng rất là ngon. Nào là tọp da heo. Mà da heo ở đây thấy ngon ha. Rồi nước hiện rất là trong. Cả cái gia vị và nguyên liệu đi kèm hấp dẫn quá luôn. Tô thứ hai. Đặc biệt là mọi người biết không, là không những là người địa phương ở Huế mà kể cả những người khách thập phương khi đến ăn cái món bún hiện của Huế thì ngoài giờ dừng lại một tô mà có thể là 2 tô đến 3 tô. Ngon quá mà. Còn có một dạng đấy là ớt sa tế và ruốc. Ớt ruốc á, thì khi ăn món cơm nước này là khi nào cũng thêm tí ruốc mới đậm đà. Nó cay giỏi ha. Cậu bé rất là dễ thương, tới ăn vùng hiện thôi. Bây giờ mẹ tới đón. Dạ anh chị bị sáng bán nhiều quá. Dạ tạm ổn thôi. Dạ. Đi về sáng nặng quá. À. Tối là nặng. Nó phải ngon chứ, khách nào 2-3 tô. Dạ, cũng là khách đây là ăn 2-3 tô hết. Một tô rửa là mấy chứ? Tô là 10 ngàn. À, tô là 10 ngàn. À, giá heo ngon quá. Dạ. Lên cho em bán cho bạn. Rồi, thế cũng được sao, rất là cẩn thận. Hai anh chị là múc không kịp luôn. Nồi nước nó nóng hổi luôn. Di Lan hả? Di Lan đúng thế. Chờ tới lọc á. Rồi. Bạn đấy lâu chưa chị? À, lâu rồi. Chờ hai tuần lắm rồi đấy. À. Cậu bé ăn tô mì hiện. Con nhỏ nhưng mà tô mì hiện cậu bé ăn rất là cay. Giờ lâu rồi. Sáng nào ở nhà gần đây không mà ra đây ăn cháo? À, gần. Ôi trời, tên Lộc ăn tô mi nè, bữa nè quay mình làm. Đây là món bánh canh bột gạo chả cua. Buổi sáng cũng bán, chiều cũng bán luôn hả chị? Chiều bán một hộp có quay tôi trúng một tế. Dạ em, như em khuyến thôi. Qua cái tô ớt sa tế rất là ngon, nào là tọt mỡ rồi ớt cái ngon quá, hành.
không thiếu bọn gì. Tô có 10.000 đó mọi người. Buổi sáng cũng có cả tháo bánh lọc. Lục lọc bánh mì. Đây bánh lọc cháy là gì? Lọc cháy. À, bánh lọc cháy bán hàng ngày luôn. Wow. Bánh lọc cháy nè mọi người. Đây là nhân đậu xanh và đây là nhân khoai tây cà rốt rồi nấm meo rồi vậy. Cuốn đậu rồi vậy hả? Mì bỏ bánh lọc. Chiều hôm nay ba thầy ăn nữa. Cũng cả tháo bùng nghề nóng hổi luôn. Nóng hổi, ba thích trực nóng. Là ăn một tô, bây giờ thích ăn thêm một tô nữa. Wow. Ăn bùng nghề nhiều cho nên đẹp da và trẻ quá. Đẹp da. Để con bọn nghề nhiều nhiều. Xưa ba cực ba vất vả. Ba nào đẹp, ba nào cũng nhiều. Dạ. Ba ở trên trường nó rứng là đói, thế khá, thế rồi nhà cơm, đói cơm. Nó thế, đói thế cái gì có hết ta hết. Bóm đàn trên trên năm hôm năm hộ rồi tôi nghiệp không á. Yeah. Nhất là cái đỉnh tháng màu thánh xong là đói dễ sợ đó, phải chạy ra 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 là kẹt ra. Lao lên cái năm lên chín năm rồi đó. Khi đó cho ăn thì mình sốt quá, đến đất lao quá sốt. 80% cây ăn không được. Wow, đây là món cây. Đặc sản xứ Huế. Món chi đấy chú? Món này hỏi ở bà bán đấy con ơi. Cháy sáng ăn một món, một tô bún cháy, bún trôn cháy. Nó quá ngon. Nhè bùng nữa. Đây, đây là đầu sao có được me bấy bún giống. Đây bún giống trôn. Giống trôn mình giống với bún gạo. À, nó bún gạo nữa hả? Bún gạo trắng, bún gạo con. À. Rồi mít, rau mít sống. Luộc, rau sống. Cái này là mít luộc hả? Mít luộc. Rồi me ở lập tiến thơm rồi ha. Me đậu phụng. Còn cái này là cuốn đầu mình ram xong mình sắc sắc nhỏ nhỏ sống sao và ta rột cho me. À. Ngon quá. Tô cuốn trôn cháy như vậy là mấy tiền được chị? Đi theo khách. Một tô bún trôn cháy. Phòng viên không? Dạ từ 8.000 cho tới 10.000. À. Có bán. Ngon quá. Bán hàng ngày luôn hay đang chị? Có bán. Ngày nào cũng bán. Dạ. Có bán. Dạ. Phải ở phòng viên không? Dạ phải. Đây tô bún bò cũng từ 15-20 để 25.000 thôi. Vậy là đã vào xong một vòng cả cái quán ăn ở trước chợ Tây Lộc và bây giờ thì Trấn Trấn mời mọi người cùng Trấn Trấn vào thì gian hàng ăn chính của chợ Tây Lộc nha. Và để vào hàng ăn chính của chợ Tây Lộc thì đây là đường Đàm Phương, tại vì dãy hàng ăn chính của chợ nó nằm phía sau chợ
Nhưng mà ngay mặt tiền của đường Đàm Phương, cho nên mọi người hãy đến đường Đàm Phương đi vào sẽ dễ dàng hơn. Và mọi người đang thấy phía bên trong là cả cái giá hàng ẩm thực chính của chợ. Mọi người thấy rất là nhiều giá hàng ẩm thực rất là ngon. Còn buổi chiều mà Trân Thân hay đi quay ẩm thực của chợ Tây Lộc là họ mới bán vài năm đấy thôi. Còn đây là dãy hàng ăn mà có từ khi chợ được xây dựng. Rồi đây là chảo lòng. Chảo lòng ngon quá. Một tô cũng chỉ 10 đến 15 nghìn thôi. Rất là gì ngon. Ngon chị. Rồi hàng chảo lòng thì bây giờ đây là hàng mì Quảng. Quả trứng, chả, tôm. Nhưng mà được trưng bày trong tủ kính rất là vệ sinh sạch sẽ nhưng hơi khó quay. Chả bao ngon em. Cảm nhận tới khu ẩm thực chưa thấy lộc ăn buổi sáng ngon không? Ngon ngon luôn. Chả bún vô bắp hè. Yeah. Một tô nữa là mấy tiền đấy? 20 à? 15 ngàn. Ngon quá. Chị quay cái tô chị cũng quay em luôn nè. Hay từ đây đi ăn chảo không? Dạ có. Hai bồ ăn đi. Hai bồ ăn hết ngon quá. Những thịt bò cũng thấy ngon rồi. Và nồi chảo bò này mọi người. Nồi chảo bò con có phèo bò. Di chủ rất là xinh đẹp. Mà nhìn nấu nồi chảo bò là quá hấp dẫn luôn. Rồi con có bún thịt nướng nữa. Rất thịt nướng rồi. À bánh nướng thịt nướng. Nhưng mà khéo léo nhiều món quá gì ơi. Di Cúc, dạ đấy là quán chảo bò của Di Cúc nè. Nằm ngay trong cái khu ẩm thực chính của chợ Tây Lộc luôn. Khéo là gì hả? Con đừng sáng khổ quấy về sớm. Mực leo rồi mọi người, mực leo ăn món cuốn, món cuốn. Chỉ là chân mua tiên chứ. Một phần nữa là mấy nữa chứ? 10 ngàn thôi anh. 10 ngàn, trong này là cuốn rau, cuốn thịt nước. Bốn cuốn thì một cuốn 2 ngàn rưỡi rẻ. Con bún thịt nướng, con thịt nướng đang chuẩn bị nữa để phục vụ cho món bún thịt nướng. Rồi bánh cuộn thịt nướng nữa. Rồi chảo bò, rồi chảo gân bò, rồi phèo bò. Một tô như thế là mấy tiền gì? 15 ngàn. Qua một tô chảo cả lòng, cả phèo, cả thịt bò 15 thôi. Qua cũng rẻ ha. Một tô chảo bò, rồi chả, rồi theo 15 nghìn rồi thêm một cái tô bánh cuốn chỉ có 10 nghìn, quá rẻ, 20 ngàn thôi là 25 nghìn là nó thôi, nó tới mái luôn. Nó mà ngon. Bà có tiểu thương buôn bán hàng ăn của chợ Tây Lộc là nổi tiếng lên nấu ăn, chế biến món ăn rất là ngon. Rồi đây là hàng chảo lòng ngon nhất chợ Tây Lộc. Một tô cũng chỉ từ 10 tới 15 nghìn chị nhé. Chảo lòng ngon không chủ ơi? Còn phần ăn ơi. Chảo
năm con có một chén nước mắm ớt tươi, chanh, quá hấp dẫn rồi, rồi hành. Và đây là lòng heo, tim lưỡi. Nhưng mà rất tiếc là chờ hơi tối. Đây đó cúc. Giờ mới làm gì? Bỏ cái mấy chị hát được đi. Dạ, dạ. Và đây là quán Ó Vui. Chảo vịt, xôi gà, bún khô, miếng bò. Có cả số điện thoại để nhận đặt gà vịt luộc của mọi người. Và Ó Vui đây. Hoặc là có thể mua chảo. Chảo về xôi thì cũng. Mà ai thích mua vịt sống về cũng được. À, dạ. Ai có mua nửa con, một con. Rồi bà chị này còn rồi ga nữa. Và cả nồi nữa. Đang luộc. Rồi đang luộc. Đây là nồi nước, cái nhìn lên tưởng tượng là cũng thấy ngon lắm rồi. Luộc nhiều ga vịt thì ngọt nước thì. Không biết về hở cái nước hở đi đổ. À không có béo quá. Béo quá hả? Tân Tân gọi đi làm cho một tô cháo gà. Đi bên phòng ăn luôn hả nè? Dạ dạ. Không chờ tội quá. Quay cũng được rồi. Quay để chi nè em? Dạ, giới thiệu ẩm thực chờ mình. Buổi sáng đấy. Đây là mình quạt mà mở cái luộc vịt nhiều quả em. Dạ. Quả ăn đẹp. Là ga vịt là luộc chung rồi nấu bạn không chúng luôn. Để nhiều là luộc nhé. À. Nhiều luộc nhé, ít là mình luộc chúng rồi luôn. Dạ. Tô cháo gà trắng trắng ngồi rồi đây, ghi ưu tiên cho một cái đuôi gà. Dù thịt vịt có bằng gần nhưng mà gà có bằng gần vẫn ngon. À, còn kèm theo là một chén nước mắm gừng. Gà quá ngon mọi người, chưa ăn cảm thấy rất là thơm rồi. Là gà kia hay gà lái gì? Gà bình thường thôi. Dạ. Gà kiểu là người ta đặt hàng rồi. Nước ngọt quá. Nước chảo rất là ngọt. Đậm đà ngọt. Mà nước cũng có luộc vịt trong cho nên rất là béo. Vậy là sáng nay Trân Trân vừa chia sẻ đến mọi người khu ẩm thực của chợ Tây Lộc vào buổi sáng. À, với những cái món ăn rất là ngon, hấp dẫn. Thì Trân Trân cũng xin phép chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người chiều nay Trân Trân sẽ đến review khu ẩm thực của chợ Tây Lộc vào buổi chiều nữa nha. Mọi người nhớ đón xem. Chiều có ai mua, một chiều về thôi. Dạ trước á. Dạ.